Còn cứ ở nhà này thì chỉ khiến cậu con trai nhà này khó xử thôi. Con vẫn một lòng một dạ với Sang Hiếc cơ mà. Đừng khiến con trai tiệm bánh sao động nữa. Đưa Thê Sang về nhà mình ở đi. Có thế thì Chê Kiêng cũng sẽ dễ dàng buông tha cho Sang Hiếc. Không đúng sao? Con sẽ suy nghĩ. Vì thế bác đừng đến đây nữa. Ừ, được rồi. Cháu sẽ đưa Thê Giang đi tìm nhà khác. Sao cả cháu cũng thế này? Cháu thấy có lỗi với bác vì gây ảnh hưởng cho tiệm bánh. Sơn Hoa, bác đã coi cháu là con gái bác từ lâu rồi. Cháu định bỏ mẹ mà đi đâu? Chuyển đi chuyển lại sẽ không tốt cho cả Thê Giang. Đừng để ý người khác nói gì. Còn nữa, cháu thông cảm cho Sơ Chun nhà bác nhé. Nó lạc mất em út chỉ sau một đêm. Bố thì đi tìm em rồi mất vì tai nạn giao thông. Rồi đến cả em gái cũng mất vì bị bệnh. Lẽ ra bác phải tỉnh táo rồi lo cho Sơ Chun, nhưng bác lại như mất hết tâm trí. Ông thì đặt mọi kỳ vọng vào Sơ Chun vì là trưởng nam, nên Sơ Chun đến nỗi buồn cũng không dám bộc lộ ra và phải kìm nén trong lòng. Bác nghĩ Sơ Chun nhìn thấy bản thân mình trong cháu. Đúng đấy ạ. À, anh ấy luôn coi nỗi đau của cháu như nỗi đau của anh ấy. Ai sống trên đời này cũng một lần mất phương hướng. Sơ Chun nhà bác đã sống quá ngay thẳng và tốt bụng khi chưa được hưởng thời thanh xuân. Giờ thì bác sẽ chia sẻ nỗi đau với Sơ Chun. Cháu đừng lo quá. Vâng. Bệnh tình của cô Đốc Cu ngày càng nặng hơn nên chắc là sắp đi rồi. Vấn đề bây giờ là bông Sơn Hoa. Nhưng chỉ cần mua chuộc được ông Chun cha thì... Cô đã đồng ý hôm nay sẽ đến đồn cảnh sát cơ mà. Tôi đã từ chối chức tổng giám đốc với bố tôi rồi. Tuần sau anh Chim Bin sẽ nhậm chức ngay. Giữ đúng lời hứa đấy nhỉ. Tôi nói rồi còn gì. Đã viết cam kết và cả ghi âm nữa thì làm sao nói dối được. Vậy giờ đã sẵn sàng đến đồn cảnh sát chưa? Hay lại nghĩ cách trốn đây? Cô biết là giờ trò đó không lừa được tôi nữa mà. Bố ruột của tôi phải làm phẫu thuật ghép gan. Thì sao? Tôi rất ghét và chỉ mong ông ấy chết đi. Nhưng thấy người bố đã sinh ra mình đang đối mặt với cửa tử, tôi lại mềm lòng. Tôi đã làm xét nghiệm rồi, kết quả là tôi phù hợp. Bố tôi sắp được định ngày phẫu thuật rồi. Dù sao, ông ấy cũng là người đã sinh ra tôi trên đời này, nên tôi muốn làm vậy. Đổi lại, tôi đã yêu cầu ông ấy cắt đứt nhân duyên với tôi rồi, vì tôi phải sống với tư cách là con gái của chủ tịch Jun. Thế nên ý cô là... muốn xin tôi bỏ qua đến ngày bố cô phẫu thuật chứ gì? Tôi mà bỏ trốn thì đã gói ghém hành lý và đi rồi. Còn ở đây nói những lời này làm gì? Tại tôi thấy cô không giống Jun Chae Kyung ngày thường. Cô không phải là kẻ có lòng bao dung như thế, lại định giở trò gì nữa. Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Những gì tôi vừa nói là thật lòng. Cô không tin thì cũng đành chịu. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát. Được rồi. Vậy cùng tôi đến chỗ bố cô đi. Để tôi xác nhận xem cô nói có đúng không. Không lẽ tôi lại mang chuyện sống chết của con người ra nói dối? Cô đã giết hai người rồi còn gì. Vì thế giờ tôi phải cứu người chứ.
Trước mắt câu được giờ với bông sơn hoa rồi, nhưng nếu ông chung cha lừa thì sao? Tất cả là nói dối thì sao? Họ nói đã gửi kết quả xét nghiệm ADN vào hòm thư điện tử của em rồi, kiểm tra đi. Kết quả xét nghiệm ADN giữa khách hàng Jun Dae Kook và khách hàng Jun Jae Min. Hôm nay bố không vào thăm mẹ ư? Ban sáng bố vào rồi. Mà có thật là con đã tìm ra thủ phạm đâm mẹ con rồi không? À, nếu tìm ra thật rồi thì phải giao cho cảnh sát chứ. Sao không làm gì? Con giao được chứ ạ? Ừ, báo cho bố nữa. Bố cũng sẽ không để yên cho hắn ta đâu. Cứ tưởng là tên lần trước hòa giải, hóa ra là tên khác à? Để nhậm chức tổng giám đốc xong, con sẽ nói cho bố biết. Cái thằng biết cả rồi mà trước mặt mình còn giả vờ không biết ư? Không lý nào lại như thế. Tôi vừa gọi điện cho tài xế xe tải rồi, anh ta nói không có chuyện gì cả. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi à? Mẹ không sao chứ? Bít na có sao không? Vâng, không sao. Còn cảm ơn mẹ vì mẹ đã tỉnh. Mẹ còn thấy đau ở đâu không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Không có. Thế thì may rồi. Sau khi mẹ tỉnh lại, nhưng lại ngủ quá lâu làm con lo lắm. Trên pin này. Bình ơi, tránh ra xem nào. Bình thấy đỡ chưa? Bông sơn hoa vẫn bình thường, đừng lo gì cả. Thủ phạm thì sao? Hả? À, sau khi gây tai nạn bỏ trốn, bản thân cậu ta thấy có lỗi nên ra đầu thú rồi. Em đã tìm thấy Bít Na rồi thì sao không nói sớm? Để nhập hộ khẩu vào nhà mình rồi sống cùng nhau cũng tốt mà. Em đừng lo về chê kiêng. Anh đã dặn trước để con bé không làm khó Bít Na rồi. Con gọi điện cho Bít Na rồi báo là mẹ đã tỉnh rồi, đi nhanh lên. Vâng. Vâng, anh Jae Min. Mẹ tỉnh rồi ư? Ừ. Mẹ tìm cô Sơn Hoa đấy. Mẹ thế nào rồi? Có nhận ra mọi người không? Có, tốt hơn nhiều rồi. May là không có gì bất thường. Mau đến đi nhé. Vâng, em đến ngay đây. Mẹ cháu tỉnh rồi à? Vâng, anh Jae Min bảo may là không có gì bất thường. Cô là thế nào? Sao lại đến đây? Đây, tận mắt cô xác nhận đi. Xem vì sao tôi đến. Đây là gì? Sao còn chưa lặng lẽ nhập viện rồi chuẩn bị ghép gan đi? Chuyện đó tôi khắc biết tự lo liệu. Cô mở ra mà xem đi. Khách hàng Jun Jae Min và khách hàng Jun Dae Kook không có quan hệ huyết thống. Cô lại nghĩ tạo ra chuyện vô lý gì thế hả? Cô đã dùng bàn chải đánh răng của ai để xét nghiệm thế? Có mắt thì nhìn cho kỹ vào. Cả anh Jae Min và tôi đều không phải là con của chủ tịch. Cô làm trò gì thế này? Tôi bị cô lừa 1-2 lần chắc. Thế à? Vậy để tôi cho bố tôi xem rồi xác nhận nhé. Nhưng
nhưng có lẽ đây cũng là tin vui đối với cô. Cuối cùng thì tình yêu thắm thiết của hai người cũng sắp đơm hoa kết trái rồi, không còn rào cản nào nữa. Cô đúng là không bình thường thật. Định bảo chúng tôi tin chuyện này ư? Giờ chuyện gì cô cũng dám ngụy tạm nhỉ? Bản thân cô bị dồn vào bước đường cùng nên giở trò này chứ gì. Bà không biết thì ở yên đấy đi. Tôi nghe trực tiếp từ Ôm Chun Cha đấy. Ôm Chun Cha ư? Cô đã đi gặp Ôm Chun Cha để dựng lên chuyện này à? Cô có biết là bà ta là người xấu xa đã làm khổ và đe dọa mẹ tôi không? Vì mẹ cô đã làm trò đáng bị đe dọa, lừa bố tôi rằng Yun Jae Min là con trai của bố tôi. Bà ấy đã lừa tất cả từ trước tới giờ. Cô không thấy bà ấy giỏi à? Chuyện này có đúng là sự thật không? Đúng thế, tất cả là sự thật. Liệu tin tôi không phải là con gái của bố tôi sốc hay tin Yun Jae Min không phải là con trai của bố tôi sốc hơn? Nhưng cô hãy nhớ điều này. So với những gì tôi mất vì không phải là con gái của bố tôi thì anh Jae Min sẽ mất nhiều hơn thế. Nếu cô muốn tất cả cùng chết thì hoặc là đến gặp bố tôi, hoặc là đến đồn cảnh sát. Tùy cô chọn. Chuyện này là thế nào? Có nên tin hay không đây? Còn vẫn chưa tin được. Yun Jae Kyung cứ hơi tí là nói dối còn gì. Không lý nào anh Jae Min không phải là con trai của mẹ và chủ tịch Yun. Mẹ ơi, mẹ mau khỏe lại rồi đến đảo Jeju nghỉ dưỡng nhé. Sao thế? Con cãi nhau với Bitna hả? Dạ. Con thì có chuyện gì mà cãi nhau với cô ấy chứ? Jae Min, lớn cả rồi còn cãi nhau gì nữa?